Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình có nhận sửa một cái máy ép chậm của Kuvin nha các bạn. Máy khá là xịn sò của Kuvin ha. Máy này thương hiệu của Hàn Quốc và được sản xuất tại Hàn Quốc luôn nha các bạn. Với cái công suất là 240W thì cái motor này rất là nặng luôn các bạn. Mình cầm trên tay nó phải tầm mấy ký luôn á, khoảng tầm 3-4 ký luôn các bạn. Cái con motor chất lượng. Thì khách có gửi cho mình nói là nó không có quay các bạn. Nó gừ nó không có quay. Thì sau khi mà kiểm tra các bạn ha, thì mình thấy là cái máy này nó bị bẩn này. Tức là do nước ở trên này các bạn. Khi mà sử dụng á thì nước hoặc là cái nước ép á các bạn, nó từ trên này nó ngấm xuống này. Nó làm ảnh hưởng tới cái motor ha. Và nó gây trục trặc. Còn nếu mà mình sử dụng quá nhiều đi các bạn, quá cái thời gian á, thì thường nó sẽ hư ở cái bo này nha các bạn. Mà cái bo này thì các bạn nhìn thấy nó rất là ít linh kiện ha. Thường mà cái bo này nó các bạn, nếu nó hư là nó hư cái con chiac. Nhưng mà khách nói là nó không quay, hoặc nó nghe tiếng gừ gừ nhưng mà nó không đóng điện, nó không quay đó các bạn. Mình kiểm tra thì không có cái dấu hiệu gì cháy nổ gì ở cái bo này nha các bạn. Hoàn toàn bình thường hết. Các bạn ạ, thì các bạn thấy ở phía sau này này là hai cái dây này, dây công tắc ha, nó sẽ đi ra đằng sau, mình đã tháo được rồi nha các bạn. Đây thì ở phía sau này nó có thêm một cái bo nữa này các bạn này, ở phía sau này nó có thêm cái bo nữa ha, các bạn để ý à. Thì cái bo này thực ra nó là cái bo cảm biến nha các bạn ha. Cái bo đó là bo cảm biến thôi đó. Thì khi mà các bạn đóng cái nắp này vô các bạn này. Đây, đóng đúng vị trí này á. Các bạn đóng đúng vị trí này á, thì ở đây nó có cái nam châm ha. Nó đóng cái cảm biến vào đây, vào đúng vị trí này. Thì lúc đó các bạn bấm nó mới quay nha. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem nha. Mình sẽ cắm điện nha các bạn. Bây giờ mình bấm không có ăn gì ha. Các bạn để vào vị trí đúng vị trí nó này. Đó, nó đã quay này. Đó, nó quay rồi ha. Đây mình để cho các bạn quan sát được ha. Đó, nó đã quay rồi các bạn này. Mà mình phải được để đúng vị trí nó nha các bạn. Mình để sai nó không quay nha. Đó. Rồi. Như vậy thì có khi là người ta xài nó dơ phần này các bạn, nó cũng không đóng được ha. Này các bạn này, nó có cái nam châm ở đây này. Ha. Giờ mình dùng cái nam châm này coi nó làm sao nha các bạn. Nó không đúng ha, nó không đúng, nó không quay rồi. Nói chung nó phải đúng cái phần này nè các bạn, phần nam châm này nè, nó vào cái đây ha, thì nó mới đóng được. Rồi, cái nội thất của con máy này khá là ngon nghẻ nha các bạn. Thì mình cũng không biết là khách mua giá bao nhiêu. Rồi bây giờ mình sẽ lắp vào, cái con này thì tháo đơn giản lắm các bạn ơi. Mình kiểm tra rồi, như vậy nó cũng không có vấn đề gì. Mình sẽ đóng cái phần này vô nha các bạn. Cái này nó có mấy cái ngàm này, thì các bạn đóng phần này vô ha. Mình cài cái dây này vô theo đúng như ban đầu. Phần này thì các bạn rồi mình sẽ tháo bớt ra cho dễ làm nha các bạn. Đó, các bạn cứ rút ra. Đó, đơn giản vậy đó. Ở đây, đây chính là cái phần có hai con ốc này. Như
Như vậy con máy này không có hư với cái phần nào nha các bạn, hoàn toàn xài còn ổn hết. Do cái phần tiếp xúc này thì đã để nó không đúng á, thì nó không quay thôi. Cái này mình cũng không có dễ lộn được đâu các bạn, mặc dù là dây giống nhau ha, nhưng mà cái khoảng cách á, nó khác nhau ha, chứ mình cũng không có lộn được đâu. Đó, mình cắm phần này vô. Đó, dây này là dây tín hiệu nha các bạn. Và dây này á chính là dây nguồn vô này. Thôi coi như là xong nhau các bạn. Này các bạn phải đắp cho đúng nha, tiếp vô nó mới được nha. Đó, ok. Đó, nó phải khít như vậy mới được nha các bạn. Được rồi, ha. Rồi, mình cũng chia sẻ với bạn một số cái lưu ý khi mà sử dụng cái máy ép chậm nha các bạn. Là mặc dù cái phần này nó chừa cái lỗ cho mình khá là lớn, nhưng mà các bạn để sử dụng bền ha, ít có bị hư thì các bạn nên cắt nhỏ cái đồ mà mình cần ép ha. Cắt nhỏ ra, càng nhỏ càng tốt để cho cái máy nó đỡ bị chịu tải nhiều nha các bạn. Rồi cái thứ hai nữa, các bạn đừng bao giờ mà xài liên tục quá 10 phút nha các bạn. Các bạn xài 5 đến 10 phút các bạn ngưng ha, để cho cái thời gian đó motor nó không có bị nóng. Khi mà nóng quá nó sẽ làm cháy hư bo mạch hoặc hư motor nha các bạn. Rồi các bạn đừng để cho nước nước ép các bạn nó nhiều quá, nó sẽ bị chảy xuống dưới cái phần này. Nói chung là mình sẽ xài kỹ thì nó sẽ được bền và ít có hư hỏng nha các bạn. Rồi mình xin kết thúc video tại đây. Mình chúc các bạn thành công.